Hello, xin chào các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Yeah, ok các bạn ơi. Thì tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp cái trò tích của người quê đại chiến ở cái chế độ mới anh em nha. Tuần này thì nói chung là đối với Nhân nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Nó không khó đâu, nhưng mà mình nói điều các bạn thôi chứ Nhân chơi trò này cũng đâu có giỏi lắm đâu đúng không các bạn. Ok, rồi thì không nói linh tinh liên thuyên nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game chơi luôn nha các bạn nha. Rồi các bạn nha, xem nha, nếu thấy thích cái video của Nhân thì các bạn hãy ấn like video nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh ngay để có thể xem được thật nhiều video mới của Nhân BB làm nha các bạn nha. Ok rồi, let's go, chơi thôi. Ok các bạn ơi, chiến luôn nào, còn chần chừ gì nữa. Trận này chúng ta có người khổng lồ, phù thủy, ba tay ông các bạn nha. Trời ơi, có người khổng lồ, phù thủy là mình thích rồi. Ui giời ui, nhưng mà chúng ta có 6 điểm để cộng thôi anh em ơi. Trời ơi, cộng ở đâu đây? À, trận này là không có ấy nhá. Không có tượng đá nha các bạn nha, nhưng mà lại có lông dân à. À, không có tượng, chơi khô máu đấy. Được rồi thì mình sẽ cộng vào người khổng lồ đấy nha. Cộng tạm một điểm đi. Phù thủy à, đây, một thuộc hạ mỗi cấp đi. Ba tay ông mình chủ yếu là mình sẽ đánh ba tay ông nha các bạn nha. Nên là mình sẽ cộng 2 điểm vào ba tay ông không? Có 2 điểm ba tay ông cũng được không? Cộng lông dân có cộng không anh em? Lông dân cho tăng tốc độ nha. 20% tốc độ khai thác mỗi cấp, đúng rồi. Rồi còn một điểm nữa mình sẽ cộng vào đâu đây các bạn ơi? Các bạn nghĩ mình sẽ cộng vào đâu? Hay là mình cộng vào phù thủy anh em? Hay chơi cộng vào phù thủy đi, chơi khô máu. Phù thủy cho nó chất nhá. Ok, thử vắn cộng phù thủy xem nào. Còn người khổng lồ thì cứ tạm thời cộng một điểm thôi anh em. Thử xem ván này có win hay không chứ. Rồi phá hủy tượng kẻ thù trước khi mặt trời lặn. Úi giời ơi, phá hủy. Ui 15.000 anh em ơi. 15.000. Ui biết vậy, ui có 15.000. Ui 15.000, tại sao mình không cộng mắt vào người khổng lồ anh em ơi. Úi giời ơi. Ui con địch cũng không phải chạm vừa anh em ạ. Ui trận này chơi ba tên ông là ngu rồi. À chơi phù thủy là ngu rồi. Bọn chúng có một đội quân cung anh em nha. Thôi mình cứ xin ba tên ông ra đã. Trời ơi, cậu bạn ông có 2 điểm thôi. Trước mặt trời nặng là trời ơi, mặt trời lạnh thì nhanh lắm. Rồi cứ xin ha. Cứ xin mắc người khổng lồ đó xem này anh em. Hay ôi chết rồi, hết tiền luôn. Xin mắc người khổng lồ đó anh em ạ. Có phù thủy đấy rồi, xin hai thanh niên phù thủy. Ui! Một đàn người khổng lồ luôn, 43 là 7 người khổng lồ đó anh em ơi. Trời ơi, quên không xin dân. À mà có tiền đâu mà xin dân. Ok, chiến luôn thôi anh em. Chiến luôn chứ. Chờ đợi gì nữa. Trời ơi, người khổng lồ của Nhân đã kéo quân lên anh em ơi. Trời ơi, trận này sao nên chiến đấu nhanh thế nhỉ. Không biết có ăn được bọn chúng hay không các bạn ơi. Chơi khô máu luôn, không cho bọn chúng có cơ hội để chiến luôn anh em ơi. Ôi, cung thủ bọn chúng đang bắn nha. Trời ơi, mình sợ nhất là phù thủy của Nhân như bị của nó tiêu diệt các bạn ơi. Rồi, cố lên anh em. Cố lên. Đập cho mấy cái tên ba tên ông của bọn chúng hiểu ra vấn đề đi. Ôi, bọn chúng rút quân này anh em ơi. Ô, chẳng nhẽ này ghê vậy anh em. Không ghê vậy đâu các bạn nè. Bọn chúng có thể kêu gọi quân cứu viện nha các bạn nha. Đừng có đùa. Đập nó đi anh em. Đập nó đi anh em. Ôi trận này mà thắng nhanh quá thì hơi bị buồn cười các bạn ơi. Rồi xem là quân cứu viện của bọn chúng ra thế ra sao anh em nha. Xem là có đâu không. Đâu không anh em ơi. What the hell. What the hell, quân cứu viện đây á. Trời ơi, quân cứu viện đâu. Anh em lùi về tính nhanh, lùi về xem là quân cứu viện bọn chúng đâu chứ. Mấy cái tên xỉu nhi này để cho mấy người khổng lồ của Nhân đập cho bọn chúng thì bọn chúng toang luôn nhỉ. Xem nào, chẳng có thấy tên khổng lồ nào. Ui bọn chúng có định nghe theo tấn công này. Ui xài ôi, tôi này sợ công quá luôn đi. Trời ơi, một đàn người khổng lồ của tôi đây chứ đâu phải dạng vừa đâu. Đàn đập nó, đập nó anh em, đập nó. Trời ơi, cái trận này lại thắng nhanh quá các bạn ơi. Sao lại thắng nhanh thế mà buồn lắm các bạn ạ. Thắng nhanh như vậy thì còn gì mà vui để mà xem nữa đúng không anh em. Nó phải khó một tí chứ. Vậy thì dễ quá các bạn ơi. Ui nhưng mà Nhân, hai người khổng lồ của Nhân đã bị kill đợt rồi nha các bạn nha. Bọn chúng vẫn còn nhây lắm. Nhưng mà mình nghĩ là chúng không nhây lâu đâu. Tại Nhân còn có tới là 5 người khổng lồ nữa cơ mà. Đánh bọn chúng bây giờ cứ phải lùi về thôi các bạn ạ. Trời ơi, đánh như vậy thì bọn chúng không kịp đẻ trứng mất thôi nha mà. Trời ơi, sao mà các mi yếu thế. Yếu thế này thì chơi bời gì đây. Ui, đừng bảo thua luôn nhá. Trời ơi, sao cái level này nó cúi bắp thế anh em ơi. Cái level này nó cúi bắp dã man con ngan luôn. Đánh một phát thắng luôn. Ui giời ơi, lần này thì mình phải chơi cái chế độ nó khó hơn một tí xem như thế nào nhá. Chế độ hát xem nào. À vậy thì mình cộng vẫn cộng này xong mình cộng phù thủy đi. Đó, xong cộng vào ba tay âm luôn 2 điểm.
Đấy, cộng kiểu này xem là mình chơi ở cái khó hơn xem nào nó có thắng được không nha các bạn ơi. Chứ nó dễ vãi cả linh hồn luôn các bạn ạ. Vẫn xin hai phù thủy anh em nha. Rồi vẫn còn 6.000 tiền nữa, xin ba tê ông nè. Xin một nhiều thanh niên ba tê ông nè. 8 10 thanh niên ba tê ông các bạn ơi. Ôi còn ui chết rồi các bạn ơi. Không ui, không xin được người khổng lồ nữa. Rồi hủy đi. Để xin người khổng lồ nha các bạn nha. Chứ nó phun quân luôn các bạn ơi. Rồi xin tiếp tục khổng lồ nữa. Rồi bây giờ mới xin ba tê ông. Rồi xin ui giời ôi cái màn này mình đã thấy nó còn xin quân nó nhanh chứ. Đấy ok các bạn ạ. Đấy mình cộng người khổng lồ của mình nhá. Có hẳn cái múa đá luôn đấy các bạn ơi. Xem nào bọn chúng có ăn được nhân không nha. Ui trời ơi, bọn chúng vẫn có mấy cái thằng new real này. Trời ơi, các bạn thấy người khổng lồ của nhân lần này không ít hơn các bạn ạ. Trời ơi, có 5 người khổng lồ thôi. 5 người khổng lồ không biết có cân được bọn chúng không ta. Trời ơi, cố lên nào người khổng lồ ơi. Ôi bọn chúng rút quân luôn rồi. Lại thua một cách sấp mặt luôn. Trời ơi, chơi tí nữa nhân phải tự chơi cái khó nhất đi các bạn nha. Xem nào nó có phá hủy rễ rạ không. Mình đánh giá là cái never này là một cái never rễ nhất luôn các bạn ạ. Trong cái ở cái chế độ mới các bạn ạ. Ui nhưng mà bọn chúng bắn đau lắm bạn ơi. Bọn chúng bắn người khổng lồ mình mất nhiều máu lắm ấy nha. Đừng có đùa bọn chúng nha. Cố lên. Ui nào cảnh báo nào. Gọi quân cứu vệ đây. Đập cho nó tiêu đời đi anh em. Đập đi đập cho nó hỏng người luôn. Đấy bọn chúng đang bị người khổng lồ của nhân mà anh hạ dùng cái dùng người quê ai rồi đập cho nó bẹt dí người luôn các bạn ơi. Rồi ui các bạn ơi, người khổng lồ của nhân nhá, trời ơi còn đang bị toang đấy nhá. Hai anh khổng lồ của nó có ít máu nhưng bọn chúng vẫn thua. Qua chi là yếu đuối luôn, tiếp tục chơi tiếp nhưng mà lần này nhân sẽ chơi ở cái level cao nhất, khó nhất, tiếp tục lưng vào người khổng lồ anh em nha. Ấy lưng mấy điểm mà người khổng lồ tiếp tục nhân hạ đây và tiếp tục lưng đúng như cái này luôn các bạn. Nâng các bạn nâng đúng theo mình nha. Ba tiêu 2 điểm, phù thủy 2 điểm, người khổng lồ 2 điểm các bạn ơi. Thế là bọn chúng nó không còn gì để mà thắng luôn ý. Đây là cái chế độ khó nhất rồi anh em ạ. Đấy, xin hẳn 4 người khổng lồ đâu, xin 5 người khổng lồ luôn anh em ơi. Chơi khô máu luôn. Xong đó xin 2 phù thủy, cứ xin 2 phù thủy thôi. Vì mình đang chơi cái chiến thuật này, mình đang thắng mặc anh em, đúng không? Sau đó xin mấy ba tê ông ra. 5 ba tê ông à. 5 ba tê ông. 6 ba tê ông. Đây, 8 ba tê ông. 8 ba tê ông luôn anh em ơi. Đấy, ba tê ông mình nó rẻ tiền đi. Sau đó còn tiền thì mình sẽ xin một người khổng lồ nha. Trời ơi, không đủ tiền à, không đủ quân để xin người khổng lồ đâu anh em ạ. Trời ơi, 48 người đã là mắc rồi. Thôi rồi, trận này chơi 5 người khổng lồ vậy. Đây là cái chế độ khó nhất rồi nha anh em nha. Khó hết cơ rồi đấy, không thể nào mà khó hơn được nữa đâu. Nhưng mà không biết lần này bọn chúng đánh đấm ra thế nào đấy các bạn ơi. Chứ nhân nghĩ là đội quân khổng lồ này của nhân nó mạnh lắm ý. Đấy, bảo kê đằng sau là có 2 phù thủy nha. Và đội quân phù thủy này, đấy, đội quân phù thủy chỉ nao lên là chỉ là công hiến sinh mạng thôi vì có thể triệu hồi được nha. Đấy, còn chủ yếu là người khổng lồ này. Ui đội quân người khổng lồ, trời. Lại đập cái tượng đá bọn chúng các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, các bạn xem nếu thấy hay đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ nhân BB nha. Đấy, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha, ok. Rồi lần này thì mình nghĩ là bọn chúng thua luôn. Cái level này là một cái level rất là dễ nha các bạn. Nó dễ giá man con ngàn luôn đi. Dễ kinh điển luôn. Rồi bọn chúng bây giờ đã gọi quân cứu viện ra. Nhưng mà quân cứu viện bọn chúng toàn những cái tên xỉu nhi chả trâu thế này cái chứ. Chả có tên nào khổng lồ gì cả các bạn ạ. Trời ơi, đâm ra là nhân chiến thắng nó dễ dàng như kiểu là ăn cái bánh vậy các bạn ạ. Quá đơn giản luôn ý. Trời ơi, thắng đồ thắng chắc luôn ý. Thắng 100% luôn ý. Ôi các bạn đã chơi cái level này các bạn cảm thấy nó có dễ không? Nó dễ dã man luôn các bạn ạ. Rồi ok nhá. Thắng rồi. Sao nó lại dễ thế cơ chứ anh em. Trời đất ơi, chơi tất cả các loại từ dễ này, trung bình này đến khó luôn mà mình vẫn thắng được các bạn ạ. Rồi ok các bạn ơi, thì cái video của nhân BB xin được tạm dừng tại đây nha. Các bạn nếu thấy hay đừng quên ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh ngay nha, để có thể xem được thật nhiều video mới của nhân BB làm nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình. Ok.